Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home, nơi mà chúng tôi sẽ giới thiệu các công trình do Mark Home trực tiếp thiết kế từ trước đến nay. Hy vọng là thông qua chương trình, quý vị sẽ có những mẫu nhà tham khảo để xây dựng tổ ấm riêng cho bản thân và gia đình. Trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn công trình của nhà anh Quận có địa chỉ tại Tiên Lữ, Hưng Yên. Để tham khảo thêm các mẫu nhà do Mark Home thiết kế từ trước đến nay, quý vị có thể truy cập vào website markhomegroup.vn. Tại đây có đầy đủ thông tin liên hệ và địa chỉ của công ty, cùng với các sản phẩm do Mark Home trực tiếp sản xuất như sơn, bột bả, sàn hộp không dầm, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng và còn rất nhiều sản phẩm khác. Các chương trình khuyến mại của công ty cũng được cập nhật đầy đủ và liên tục để quý vị có thể nắm bắt thông tin kịp thời. Nếu như có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua các kênh truyền thông của Mark Home hoặc gọi điện đến các số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Nhìn vào bản vẽ 3D, chúng ta có thể thấy công trình được xây dựng theo phong cách thiết kế hiện đại, mái bằng 2 tầng và 1 tum. Phong cách thiết kế hiện đại đang là một trong những sự lựa chọn hàng đầu dành cho những ai thích sự gọn gàng và đơn giản, cũng như là sẽ được thoải mái sáng tạo ngôi nhà của mình mà không bị bó hẹp bởi bất kỳ khuôn mẫu nào. Với phong cách thiết kế hiện đại thì việc tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên. Vậy nên hệ cửa được thiết kế xung quanh căn nhà là nhôm hệ, giúp cho ngôi nhà lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng, làm cho không gian bên trong có cảm giác khoáng đạt, rộng rãi và mát mẻ. Màu chủ đạo của công trình được sơn màu trắng, giúp cho căn nhà nhìn sang trọng và nổi bật hơn. Màu trắng hiện tại đang là màu quốc dân, được sử dụng rất nhiều trong các công trình hiện nay. Khi sử dụng sơn màu trắng cho công trình nhà mình, thì quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về độ thời thượng và không sợ sẽ bị lỗi mốt trong tương lai. Tại mặt tiền của ngôi nhà, toàn bộ phần tường phía dưới tầng 1 được sơn giả đá tối màu, kết hợp với những khoảng tường được sơn màu xám, tạo điểm nhấn giúp cho ngôi nhà trở nên nổi bật, tránh được cảm giác đơn điệu. Ngoài ra, việc sơn giả đá sẽ giúp làm giảm chi phí xây dựng so với việc ốp bằng đá thật mà không làm giảm đi tính thẩm mỹ của toàn bộ công trình. Hệ thống bậc ngũ cấp, bề mặt được ốp đá. Trong các thiết kế của Mark Home thì chúng tôi luôn tư vấn cho các chủ đầu tư là nên làm bậc ngũ cấp. Như vậy, công trình của chúng ta nhìn sẽ cao ráo và bề thế hơn rất nhiều. Phía dưới chân công trình được ốp gạch để bảo vệ, tránh tình trạng rêu mốc, bong chắc và ẩm ướt, giúp cho công trình của chúng ta có tuổi thọ lâu hơn. Với thiết kế mái bằng, khi nhìn từ trên cao xuống, chúng ta sẽ dễ dàng thấy một khoảng không gian sân thượng rất rộng cho gia đình ở phía bên trên. Đây là không gian rất thích hợp và thoải mái để sinh hoạt và vui chơi. Ở đây sẽ được đặt thêm các ghế dài để mọi người có thể thư giãn vào mỗi buổi chiều sau những công việc căng thẳng hàng ngày. Ngoài ra, không gian sân thượng cũng có thể sử dụng để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời cũng rất tiện lợi. Hệ thống lan can kính cường lực tại ban công tầng 2 và trên tầng thượng làm nổi bật lên vẻ đẹp hiện đại cho ngôi nhà. Trên sân thượng được bố trí không gian để trồng hoa, kết hợp với chậu cây cảnh được đặt tại các vị trí xung quanh căn nhà, tạo các khoảng xanh cho toàn bộ công trình, vừa giúp cho công trình nhìn đẹp mắt hơn, vừa làm cho công trình của chúng ta thêm mềm mại, không bị thô cứng. Nhờ đó, không gian sống sẽ hài hòa với thiên nhiên, tạo cảm giác tươi mát và dễ chịu cho tất cả thành viên trong gia đình. Cổng của tòa nhà được làm bằng thép hộp, sơn tĩnh điện màu đen và giả gỗ, kết hợp với hệ thống tường, cột trụ màu trắng, chân tường được ốp gạch bảo vệ. Ngoài ra còn được tạo điểm nhấn bằng các vị trí được ốp gạch, giúp cho toàn thể công trình của chúng ta hài hòa và đồng nhất, nổi bật lên được vẻ đẹp hiện đại và sang trọng. Thay vì làm tường kín bao xung quanh thì ở đây sử dụng hệ thống thanh lam kết hợp với các cột trụ vuông vức, tạo cảm giác vững chắc, riêng tư cho ngôi nhà, vừa làm cho không gian của công trình thêm thông thoáng và rộng rãi. Nhìn vào mặt bằng định vị, chúng ta có thể thấy công trình được xây dựng trên một khu đất rất rộng với chiều ngang là 24m, chiều sâu là 20m. Với khu đất rộng như thế này thì đội ngũ kiến trúc sư của Mark Home đã thiết kế ngôi nhà lùi về phía sau và sang phía bên phải của khu đất, tạo nên một khoảng sân rất rộng phía trước, phục vụ việc sinh hoạt chung và để xe, cũng như tạo một khoảng cách với hệ thống giao thông, giúp ngăn ngừa khói bụi, tiếng ồn cho công trình. Công trình được xây dựng theo hướng Tây Bắc với chiều dài là 11,44m, chiều rộng là 8,52m. Diện tích xây dựng mặt sàn tầng 1 sẽ là khoảng 97,5m2. Vậy tổng diện tích xây dựng 2 tầng chưa tính phần tum là 195m2. Kế bên công trình được xây dựng một căn bếp phụ có diện tích là 9m2. Ngôi nhà được thiết kế hai lối tiếp cận, một lối từ sảnh chính đi vào, một lối đi từ phía bếp phụ. Điều này giúp cho việc đi lại trong công trình được thuận tiện và xuyên suốt, cũng như phục vụ nhu cầu và mục đích di chuyển khác nhau. Mặt bằng công năng tầng 1 đi từ sảnh chính vào là phòng khách với diện tích là 21m2. Tại đây được đặt một bộ bàn ghế sofa giúp cho gia chủ có thể tiếp khách, một kệ để tivi dựa lưng vào vách lam để phục vụ cho việc giải trí của mọi người. Vách lam cũng dùng để ngăn cách phòng khách với hệ thống cầu thang lên tầng 2. Đối diện với phòng khách là phòng thờ với diện tích là 11m2,
Hướng của ban thờ sẽ hướng theo hướng chính của ngôi nhà. Đằng trước và mặt bên đều có một hệ cửa sổ, làm cho không gian trong phòng lúc nào cũng thông thoáng và tràn ngập ánh sáng, tránh tạo cảm giác âm u và ám mùi hương khói khi thực hiện các công việc thờ cúng. Tầng 1 được bố trí một phòng ngủ với diện tích là 13,2 m². Trong phòng được bố trí một hệ cửa sổ để lấy không khí và ánh sáng tự nhiên, giúp cho không gian thông thoáng và dễ chịu hơn. Bếp và phòng ăn được bố trí chung với nhau có diện tích là 18 m² để tận dụng tối đa được diện tích căn nhà cũng như là việc di chuyển đồ ăn từ phòng bếp ra khu vực ăn uống được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Ngoài hệ cửa sổ giúp cho không gian thông thoáng hơn thì trong phòng bếp và nhà ăn còn được bố trí một lối cửa ra phía bếp phụ. Bếp phụ có diện tích là 9 m² được thiết kế liên kết trực tiếp với hệ thống bếp chính của căn nhà. Được trang bị đầy đủ bếp, bồn rửa phục vụ việc nấu nướng cho những bữa tiệc lớn có đông người của gia đình. Phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng biệt để tận dụng tối đa công năng sử dụng, tránh mất thời gian khi phải chờ đợi. Trong phòng tắm được bố trí đơn giản với một vòi sen tắm đứng, nhà vệ sinh được đặt một bồn cầu, bồn rửa tay được thiết kế phía bên ngoài tiện lợi cho việc sử dụng. Xung quanh là khoảng không gian khá rộng để đi lại và được thiết kế một hệ tủ để các đồ dùng vệ sinh cơ bản. Hệ cửa sổ lớn hướng về phía sau của ngôi nhà giúp cho không gian vệ sinh thông thoáng và không bị ám mùi khi sử dụng. Công năng tầng 2 được bố trí một phòng sinh hoạt chung có diện tích là 11 m². Tại đây có một hệ cửa sổ lớn hướng ra ban công làm cho trong phòng luôn sáng và thoáng đãng. Phòng ngủ thứ hai có diện tích là 13,2 m². Phòng ngủ thứ ba có diện tích là 14,2 m² và phòng ngủ thứ tư có diện tích là 10 m². Trong phòng được trang bị đầy đủ đồ dùng nội thất, đều được bố trí các hệ cửa sổ để lấy không khí và ánh sáng tự nhiên vào trong phòng. Căn phòng nhìn sẽ rộng rãi và thông thoáng hơn, không tạo cảm giác bí bách cho người sử dụng. Nhà tắm và nhà vệ sinh trên tầng 2 được thiết kế chung, ngăn cách với nhau bằng một tấm kính, giúp ngăn nước bắn ra ngoài khi sử dụng vòi tắm đứng. Khu vực vệ sinh trên tầng 2 được bố trí đồng trục với tầng 1, tạo sự đồng nhất giúp cho việc thiết kế hệ thống điện nước được thuận tiện và dễ dàng. Bên cạnh là sân phơi phục vụ cho việc phơi đồ của gia đình. Ban công được bố trí về phía trước của ngôi nhà. Đây là khu vực để mọi người thư giãn, có thể đặt một bộ bàn ghế nhỏ để uống trà và trò chuyện cũng như là tạo một khoảng thở giúp cho không gian trên tầng 2 thêm thoáng đãng và tươi sáng hơn. Hệ thống cầu thang của căn nhà được bố trí hợp lý, số bậc thang được tính toán hợp phong thủy. Mặt cầu thang được ốp đá, lan can bằng kính cường lực, tay vịn bằng gỗ lim, đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ và an toàn khi di chuyển. Nhìn mặt cắt đứng của căn nhà chúng ta có thể thấy chiều cao của công trình từ cốt sân lên đến đỉnh mái là 10,75 m, bậc ngũ cấp cao 750 mm, tầng 1 cao 3,6 m, tầng 2 cao 3,3 m và tum là cao 3,1 m. Với mặt cắt AA và mặt cắt BB, chúng ta có thể thấy được thiết kế về độ dày và vị trí của hệ thống dầm, cột, sàn và cầu thang. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ thấy được những vị trí tăng và giảm cốt để đảm bảo được các yếu tố kỹ thuật cho căn nhà. Việc sử dụng loại đá lát sàn như thế nào sẽ được các kiến trúc sư của Macomb tính toán và bố trí hợp lý từ màu sắc, tính chất của từng loại đá, vừa đảm bảo được các yếu tố về thẩm mỹ cho toàn bộ căn nhà, vừa phù hợp với công năng sử dụng của từng phòng. Dựa vào mặt bằng lát sàn, gia chủ có thể dễ dàng nắm bắt được từng loại đá mà mình sử dụng cho mỗi vị trí, tránh việc lát sai cũng như là lãng phí đá khi bị cắt thừa. Mặt bằng định vị cửa giúp cho chúng ta có thể biết được vị trí, kích thước và số lượng cửa của căn nhà một cách chi tiết và chính xác. Phần cửa D1 phía trên là hệ thống ô thoáng cao 400 mm. Phần cửa chính được thiết kế với kích thước là 2300 x 1650 mm. Khi trừ đi phần cố định thì chúng ta có được kích thước thông thủy là 1530 mm. Về phong thủy thì kích thước này thuộc cung hoạch tài, nằm trong khoảng tề tướng, tạo cho gia chủ hanh thông mọi mặt, con cái tấn tài danh, sinh con quý tử, chủ nhà luôn may mắn bất ngờ. Tất cả các hệ thống cửa đều được các kiến trúc sư của Macomb thiết kế chi tiết và thể hiện rõ ràng trên các bản vẽ kỹ thuật. Với bộ hồ sơ thiết kế điện nước thì tại hồ sơ này sẽ trình bày đầy đủ thiết kế về chiếu sáng, thông gió, ổ cắm, internet, điều hòa, bình nóng lạnh, mặt bằng chống sét và thoát nước. Đặc biệt là trong bộ hồ sơ này sẽ có thống kê đầy đủ về nguyên lý hoạt động, vị trí lắp đặt, số lượng về vật tư, thiết bị điện nước cụ thể, từng công tắc, ổ cắm, cầu dao giúp cho chủ nhà có thể yên tâm, không sợ mua thừa, mua thiếu hoặc mua không đúng với kích thước, công suất. Với ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, mái bằng, thì gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm với các tác động của thời tiết như mưa bão, vì độ dốc của ngôi nhà tương đối thấp, cũng như là sẽ không sợ bị dột, thủng như khi chúng ta sử dụng mái Thái hay mái Nhật. Nhưng với mái bằng, việc nước mưa sẽ tác động trực tiếp lên trên bề mặt, thì chúng ta bắt buộc phải quan tâm đó chính là việc chống thấm. Khi chúng tôi thiết kế và xây dựng thì các kiến trúc sư của Macomb cũng sẽ thiết kế một lớp chống thấm đầy đủ và chi tiết cho căn nhà của quý vị. Hệ thống tường và mái sẽ giúp cho công trình chống chịu được các tác động của thời tiết.
thì phần móng sẽ giúp cho căn nhà của chúng ta vững chắc hơn, đảm bảo ngôi nhà không bị sụt lún. Thông qua các kỹ năng về chuyên môn và các thiết bị chuyên dụng hiện đại, hiểu được tính chất của đất nền, tính toán tải trọng công trình. Nhìn vào hồ sơ kết cấu, ta có thể thấy công trình sử dụng hệ thống móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện là 200 x 200mm. Trong bộ hồ sơ kết cấu sẽ có thống kê đầy đủ về số lượng cọc, cốt thép, sơ đồ bố trí và biện pháp thi công, giúp cho gia chủ dễ dàng nắm bắt cũng như là thi công để đảm bảo được các yêu cầu về kỹ thuật và chịu tải. Kinh phí xây dựng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chủ đầu tư. Việc lập dự toán công trình, tính toán chi phí xây dựng đầy đủ và chính xác sẽ giúp việc xây dựng được diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn. Phần dự toán của công trình sẽ được chúng tôi tính toán chi tiết các hạng mục, giúp cho gia chủ có thể dễ dàng nắm bắt phần kinh phí cần chuẩn bị, tránh phát sinh quá mức kiểm soát. Trên đây là công trình của nhà anh Quận, có địa chỉ tại Tiên Lữ, Hưng Yên. Cảm ơn anh và gia đình đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Mark Home. Nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế cũng như thi công trọn gói cho công trình nhà mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi theo các số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.